Tao muốn mày dẫn anh em đi xử tụi nó cho tao. Mày cho tao đứng ra ngoài chuyện này đi. Anh hai, mày tìm về đây làm gì? Ở đây an toàn rồi. Tệ nhất sẽ đến đây, không bao lâu nữa đâu. Tao thề với mày, nếu tao không xử nó, tao không phải làm người. Nếu mày đầu hàng và rút ra khỏi Chợ Lớn, tao sẽ tha cho mày. Tao lấy Chợ Lớn cho mày, rồi mày sẽ cho tao gặp Trang. Có những lúc con người ta cần phải tranh đấu để có được sự bình an anh ạ. Đánh hoặc bị đánh, đâm hoặc bị đâm. Xong rồi. Vậy hả?